Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Và mình là Kiên Bảy Tư, Seven Four đây. Thì hôm nay Kiên có một món quà rất 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 đặc biệt đến từ một bạn đến từ Đà Nẵng. Đó, một bạn bạn nữ nha mọi người. Đó, sao số mình toàn được bạn một bạn nữ nào đó tặng mà. Đó. Đấy, chắc thì Hà Tịnh nào. Đây này Đà Nẵng đó, một cái thùng rất là to. Lúc này Kiên tắm ấy, gọi Kiên rất là nhiều. Kiên chưa kịp sấy tóc luôn nha mọi người. Tóc Kiên hiện tại còn ướt này. Đó, và bây giờ muốn mở được một cái thùng to như thế này. Đó thì Kiên phải cần thứ nhất một con dao hoặc một cái kéo hoặc và một người quay giúp Kiên nha mọi người. Thì bây giờ Kiên sẽ lên kêu một ai đó quay giúp mình nhá. Đó, ok mọi người chờ xem để Kiên khui cái này trong này là cái gì nhá. Kiên mong là trong này là một ký vàng, 10 ký vàng hoặc là ước mơ của Kiên nhỏ nhoi lắm mọi người, được cuộc sống như bao người tỷ phú khác thôi, nhưng Kiên cũng chả muốn gì nhiều. Đó, mọi người chờ đón xem Kiên khui cái này ra là cái gì nhá. Ok. Ôi, làm gì đây Na ơi? Hả? Làm gì đây? Đang kiếm đồ ăn. Kiếm đồ ăn à? À, dưới nhà anh có một anh gái mới tặng anh đồ rất là nhiều luôn. Đồ luôn. Giờ, đúng rồi. Giờ em qua cho anh một cái vlog rồi lát nữa sẽ có quà gì là anh cho một ít. Được, nhớ hứa đi, không cho làm chó. Không cho làm chó. Nó đeo hoàng thôi hoàng. Không cho làm chó. Ok ok đó. Về qua chỗ nha. Xuống lại. Ok đi thôi mọi người. Ok và sau khi dụ dỗ được đồ ăn thì mới gọi được Na quay giúp mình nha mọi người. Đó. Đó, thấy không? Còn số điện thoại và địa chỉ nhà thì mình tra cho mọi người, mình xin tất cả. Đó, địa chỉ. Đó, ok, bây giờ mình có kéo trong tay rồi. Mình sẽ chơi cho mọi người. Đó, mà quà này là đến từ một bạn nữ từ Đà Nẵng Official. What? Quên, Đà Nẵng City. Đó, đúng, dữ bê. Một bạn nữ cực xinh gái luôn mà. Mình nói giỡn cho vui thôi mà, nhưng ai người bạn đã cho thật. Người yêu hả? Người yêu ra, anh làm gì có người yêu. Đó, không người yêu mà tặng quà. Uầy. Wow. Từ, khui ra một thùng luôn kìa. Mình thấy cái thùng kia này là mình hiểu rồi. Bình thường con gái người yêu đúng không? Là người ta sẽ tặng thùng xốp mà có cái bọt biển đúng không? Đó mà bây giờ không có. Từ, sâu nhẹ. Đầu tiên là hiện tại là đang trong chương trình có Covid-19 nên bạn nữ này rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của một bạn nam. Thì mình xin cảm ơn lời chúc đầu tiên là khẩu trang y tế. Một khẩu trang này có với giá là không biết bao nhiêu. Ở đây sẽ bán khoảng 15 đến 12 15 ngàn. Mình không thích cái này, mình không thích bắp. Đó. Cái thứ hai là bắp nha mọi người. Bắp này mình... bắp gì ạ? Bắp đâu em coi coi. Thơm. Bắp gan vị trà sữa. Mình gặp Na thích trà sữa nữa. Ôi. Ôi. Có cái này cái gì đấy? Cái gì vậy? Cái gì mà bị bể vậy? Ôi, từ. Có cái gì chảy nước rồi. Hả? Bạn ơi, tại sao bạn lại bị sữa chua? Từ sorry mọi người. Mình phải xuống như này. Bây giờ không được rồi. Chết rồi. Ok, và Kiên đã quay trở lại rồi mọi người. Món đồ này bị va vỡ nhẹ nên chắc tại hộp sữa chua ấy mọi người. Đó. Đây là bánh tráng mà cực kỳ ngọt mà cực kỳ ngon. Đó, đặc sản của miền Trung. Đó. Na chưa thử cái này là ta thử mới ngon. Đó, ba món rồi mọi người ơi. Ba món rồi. Đây, ba món à. Và cái này là lỗ tai. Cái này là món ngày xưa là mình đi học mà cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 1, cấp 2 thôi. Đa số chuyên gia ăn cái này. Nói chung là lạt lạt nhưng ăn nuốt xuống là nó mặn mặn. Đó. Rất là ngon. Ngoài bim bim nhiều thế. Ôi trời ơi, thề luôn cái gì đây? Really nigga. Cái gì đấy? Này cái hộp này bình thường nha. Dùng. Cái hộp này bình thường là mình nhớ là 30.000 này hay ba mấy nghìn này. Mà giờ cái gì trong này đấy? Có cái gì đấy? Cái gì á? Không biết, nó một viên kẹo, một viên kẹo gì đấy. Cái con gì đấy? Lấy cái tờ giấy này ra. Ok, mình sẽ lấy tờ giấy này ra mọi người. Đọc đi. Cho mọi người đọc luôn này. Đây, em coi coi. Này, cảm động chưa? Một hột chia 30 ngày ăn nhé. Một hột này, ăn 30 ngày. Bé heo tặng.
Mình không biết bé heo. Bé heo ta. Chữ đẹp nè, chữ đẹp lắm nè. Em nhìn cái tiểu hoàng lúc kia đấy. Thấy chưa? Bữa sở luôn, quá là đạt luôn. Rồi rồi rồi, khui tiếp, khui tiếp, khui tiếp. Ủa, mình ăn 30 ngày chắc mình không dám ăn, mình kết trong tủ lạnh luôn đấy. À liếm đi, liếm siêu kết. Ờ, ngay liếm cái, có khi được 60 ngày. Ôi, từ mọi người ơi. Mực Rima, đặc sản của Đà Nẵng. Ôi, món này mình cực kỳ thích luôn. Trời ơi, thơm lắm mọi người ơi, thề mực Rima. Hủy miếng, hủy miếng, hủy miếng. Đúng không? Trời ơi. Đây, đây là mực Rima nha mọi người, trời ơi. Một hũ này có giá là bao nhiêu? 300 nghìn nữa. Ôi. Đâu? Đấy. 300 nghìn luôn hả? Ừ. Trời ơi, 300 nghìn luôn nè mọi người. Nghe vậy? Ai đó, mọi người. Thank you one kia nhá. Chừng này, riêng chừng này thôi cũng 400 rồi này. Ôi. Cảm ơn bạn nhiều. À mà. Ôi. Có cả sa lông bát nữa, đau lưng, đau khớp, đau lưng, đau cơ. Biết mình tới đây livestream với mọi người, tới mình livestream hay mình quay video mệt mỏi thì mình sẽ dán cái này lên lưng, lên cổ hoặc là lên không, là lên gì đấy. Đó. Thứ ba là cái này là gì ta? Rồi hai cái này mọi người, hai cái. Và món tiếp theo là cái này là hai ăn vặt nha mọi người. Người ta quên kêu cái này cái gì quên rồi. Ôi bim bim nữa, gói này to thế nhỉ. Mình không thích ăn mấy bim bim này. Nhưng mình cảm ơn nhá. Mình sẽ cho na. Nó thì nó giỡn đấy. Đó, cái này thì ngon này, cái này ngon này. Ôi. Sorry bạn ơi, bạn bỏ sữa chua trong này là sai rồi, bể rồi. Chú bị bể mất rồi. Bể mất rồi, mình sẽ bỏ qua bên dế này nhá. Mình sẽ đổ. Đó, phòng mình luôn luôn phải sệt mọi người ạ. Đó, để đây kỹ càng nhá. Tiếp tục là một bánh tráng này, bánh tráng này. À, bánh tráng mặt mọi người ạ. Bánh tráng mà kiểu như cái này ăn rồi hay sao ấy, đúng rồi. Cái gói này ăn rồi hay sao ấy. Lao, ai mua đồ ăn kia rồi. Mình có ăn rồi nhá. Đang. Ôi, khô mực. Đó, tiếp tục mực Rima nè mọi người. Wow. Ôi. Khô mực này. Đó, cái này mình thích, mình ăn nhớ không? Bữa anh mua cái này không? Cái mua ở trại đầu khu tết. Đó. Tiếp tục còn mực Rima. Hình như cái này là Rima. Cái này ngủ Rima nhưng cái này nước nhiều hơn mọi người này. Không, cái này hình như có, cái này có cay không? Không cay, không cay. Cái này không, cái này, cái này ớt nè, ừ. Đúng rồi. Mực Rima có ớt, cái này không cay này, cái này có ngọt, ngon. Ừ. Anh Kiều ơi, em thấy một cái rồi. Cái gì? Bánh gấu. Ôi, như anh chở béo. What the hell? Anh thế này hả? Ừ. Cắt anh cho, bỏ đây đâu. Trời ơi, mọi người thấy đặc sản, thấy đồ kiên chưa? Tiếp tục cái gì đây? Cái này là cái gì không nào? Đó, em coi. Cái gì không? Sô-cô-la. Ờ. Ôi, KitKat. Ôi, được hai thanh sô-cô-la luôn. Này, mọi người biết riêng một cái KitKat này nhá. Các em đoán không nhầm là ít nhất cũng phải 7 đến 8 chục nhá, phải 50. Không? 50 hả? Ừ. Ôi. Năm mấy á? Năm mấy nghìn luôn. Ôi, bạn ơi, bạn sang thế nhờ. Sô-cô-la tượng trưng cho một tình yêu ngọt ngào. Tiếp là sô-cô-la rồi này. Sô-cô-la. Nếu mà người yêu là người ta sẽ tặng cái thùng xốp và bỏ cái mấy cái bông. Cái này là bánh Weaver. Không biết đâu, anh có đã lên nào. Xin lỗi đi. Xin lỗi bạn kia nhá. Doraemon được cơ, mì Doraemon, mì trẻ em mọi người. Hồi xưa mà con nít mà mọi người hay ăn cái gói mà nhỏ như này này. Đó, cái gói này là, bữa nay là thành gói lớn như này. Đó, nó có hạt thìn. Tào lao, cái này mì tôm gà tỏi phi mà. Gà mật ong, gà quýt mật ong mọi người. Ôi. À, cái này là nếu mà đau họng ăn là hết nè. Mực nướng này. Trời ơi, bạn này, mình mực nhiều thế nhờ. Probi. Trời ơi, Broby mua, người ta mua là mua một lố luôn, mua một hộp. Lần này nhẹ thôi nhá, lần sau. Thì cái lố này là 6 hũ đúng không? Ừ. Bạn đã ăn, bạn đã uống hết 5 hũ, còn hũ cho anh. Uống xí lắm rồi. Ôi. Ôi, kẹo đây này. Kẹo. Ôi. Kẹo mà tại sao mua lạ như này, trời ơi. Kẹo hơi gù nhá, đây là bánh. Ôi. Đây, cái này mình sẽ nói cho mọi người về đặc sản cái này. Cái này là muối xả. Đó. Mấy người ở miền Trung ấy mà đến cái thời kỳ mùa đông này, mình nhắc lại thôi nhá. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Bình. Mà tới mùa đông mà không có món này là thật bên nhà đó, mình nói thẳng luôn.
tuổi thơ của mình là mùa đông là luôn luôn gắn liền với cái này. Tới mùa đông mà không có là rất là, nói chung ăn cơm không ngon mọi người. Nghe thơm vậy, mang cho em ăn với nha. Ăn cơm không ngon, có cái này nó thiệt, mọi người mà ai chưa ăn được cái thưởng thức cái này ấy, thật sự luôn, rất là buồn cho mọi người đấy. Mà cái này ấy, cái không biết là nếu mà khi mấy cái nhà thành phố ấy, người ta sẽ đi mua lại, cái không biết mua ở đâu. Nhưng riêng mà mấy bạn này tặng cho mình ấy, bạn bảo là bạn tự làm. Và mình cũng gì ta, mình mong rằng cái này là rất là ngon nha mọi người. Mình có thể là đổ ra đây và mình ăn thử xíu. Đó, một xíu rồi. Đi đây. Đó. Rồi. Ui. Cái này ngon này. Cực kỳ ngon luôn, như mẹ mình làm luôn. Thế cái này hiện tại mình nhớ là 5 năm rồi mình chưa ăn cái này. 4 năm rồi mình chưa ăn cái này, vì mùa đông là mình toàn ở trong Sài Gòn này ấy, nên không ăn được cái này. Và mình nói với bạn nữa cái này, mình nói với các bạn luôn là Kia cũng cảm ơn mọi người đã tặng cho Kia những món quà ngày hôm nay. Thì lần sau ấy mọi người có đừng có xin số điện thoại hay là xin địa chỉ nhà của Kia nữa để tặng cho như này. Kia cảm thấy giống kiểu là sao sao mình nhận cái món quà này mình cũng vui thật, nhưng mà tốn một số chi phí đó rất là lớn. Cái tặng như này ấy thì Kia cũng cảm thấy vui thật, nhưng mà với một số tiền lớn như vậy ấy thì Kia cảm thấy là rất là tốn. Nếu mà mọi người muốn tặng Kiên ấy thì Kiên nói thật đấy, như này thấy rất là tốn thật. Mọi người có thể xin thẳng số tài khoản của Kiên, mọi người bên thẳng mấy triệu cho Kiên này. Thì hiện tại kênh Kiên 8.000 sub này, thì mọi người cứ bên thẳng cho Kiên một người vài triệu thôi. Một người cũng kiểu 10 triệu, 20 triệu cũng được. Mọi người mua như này tốn lắm. Kiên nói thật luôn. Người nói thế, Kiên nói chuyện đấy. Và đây là ngày hôm nay, cái thành quả của Kiên ngày hôm nay này. Đấy, hộp sữa chua này Kiên ăn không được, hơi buồn. Đó, món đắt nhất hôm nay là Kiên nghĩ là ba cái này. Đó, và cái này. Đó, và giờ Na thích bánh gấu đúng không? Mình như lời đã hứa nha mọi người. Như lời đã hứa thì Kiên sẽ tặng Na cái này. Cho một cái thôi à? Thì lát nữa, tính xấu. Không cho làm chó, không có cho là được rồi. Chưa may chưa cho cái kẹo này thôi nhá. Không... Xóa video liền quá. Ok, và bây giờ thì Kiên sẽ đi hưởng thụ thành quả của Kiên ngày hôm nay. Và Kiên cũng cảm ơn mọi người đã xem cái clip của mình. Và Kiên cũng cảm ơn cái bạn nữ đó rất là nhiều. Đà Nẵng, I love you Đà Nẵng. Đó. Tới đây thì Kiên cũng cố gắng ra những clip hay nhất cho mọi người xem. Và mọi người đừng quên là 12 giờ hàng ngày trên kênh 2B Kiên 74 nhé. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.